câu chuyện về hợp đồng của huấn luyện viên park hang seo vẫn là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng trong nhiều ngày qua Cụ thể, hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ còn hiệu lực tới ngày 31 tháng 1 năm 2020, nhưng đôi bên vẫn chưa đàm phán gia hạn. Khúc mắc lớn nhất được cho là do vấn đề tăng lương. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được 20.000 đô la Mỹ mỗi tháng sau thuế. Ông được cho là muốn nâng lên 5 lần, trong khi VFF đánh giá là 50.000 đô la Mỹ là hợp lý bởi họ còn phải tái ký và trả một khoản tương tự cho hàng loạt trợ lý người Hàn Quốc như là Lee Yong-jin, Kim Han-yoon hay là Park Sung-gun. Khúc mắc này làm dấy lên lo ngại về việc nhà cầm quân 60 tuổi có thể sẽ ra đi, nhất là khi nhiều đội bóng của Thái Lan, Trung Quốc hay là Hàn Quốc đang đưa ông vào tầm ngắm.